Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và cuối năm nay thì nhà Samsung đã cho ra mắt hai mẫu sản phẩm đến từ nhà A. Đó chính là Samsung Galaxy A15 và Samsung Galaxy A25 phiên bản 5G. Và theo như mình thấy thì Samsung khá là tự tin với hai mẫu sản phẩm này. Vậy em nó có gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro nhé. Hiện tại thì FPT Shop đang có chương trình mở bán Galaxy A15 và Galaxy A25 5G. Cả hai phiên bản này đều đang sở hữu cho mình bộ nhớ lên tới 128GB cho các bạn thoải mái lưu trữ. Riêng ở phiên bản A25 5G sẽ được hỗ trợ thêm chuẩn kết nối 5G, giúp cho việc thu phát sóng một cách tốt hơn. Mọi thông tin chi tiết thì mình sẽ để trong link ở phần mô tả dưới clip đây. Mọi người nhớ click vào để tham khảo thêm thông tin về giá bán cũng như là chương trình khuyến mãi nha. Đầu tiên khi mà nhìn vào thiết kế thì mình thấy cả hai mẫu sản phẩm này đều có chung một ngôn ngữ thiết kế khá là giống với đàn anh Galaxy S23, đều có cụm 3 camera được đặt dọc ở phía góc trái và bên cạnh nó là một cái đèn flash như thế này. Khung viền trên hai em này cũng được bo cong mềm mại cho trải nghiệm cầm nắm rất là thoải mái và dễ chịu, nhất là ở phần tiếp giáp ở mặt lưng và màn hình như thế này. Samsung hoàn thiện rất là khít nên là trong quá trình các bạn sử dụng cũng không quá là ọp ẹp và khó chịu đâu. Có một phần mà mình thấy nâng cấp khá là nổi bật mà chỉ duy nhất ở Samsung Galaxy A15 và A25 5G mới có, đó chính là cái phần phím vật lý. Nó nổi lên hơn và khi mà mình sử dụng nó thì mình cảm thấy rất là thoải mái và tiện lợi, mà mình không cần phải mò mẫm đâu là phím âm lượng và đâu là phím nguồn nữa. Samsung cũng đã đưa tất cả các nút bấm vật lý dồn hết về một bên như thế này và Samsung gọi là Key Island, cầm nắm ở các phần cạnh cũng sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều. Mình cũng khá là đồng tình với lại cái ngôn ngữ thiết kế Key Island mới này của Samsung, bởi vì khi mà mình trải nghiệm cái nút bấm nó chỉ còn một bên như thế này thôi thì mình cảm thấy là nó trải nghiệm khác xa hoàn toàn với lại cái ngôn ngữ thiết kế cũ. Ngay nút nguồn các bạn cũng được trang bị công nghệ mở khóa vân tay một chạm để các bạn có thể bảo mật dữ liệu trong máy được tốt hơn nha. Đi đến phần camera thì mình rất là thích cái cách mà Samsung đồng bộ gần như là toàn bộ những sản phẩm theo cái cách đặt camera như thế này, và nó mang cho mình một cái nét gì đấy nó rất đặc trưng của Samsung luôn. Với phiên bản máy mới như thế này thì Samsung cũng đã trang bị cho chúng ta rất là nhiều phiên bản màu sắc mới, bao gồm là vàng cá tính, xanh lạc quan và đen bản lĩnh. Đây cũng là những màu sắc mà mình thấy đều phù hợp cho cả nam lẫn nữ, và cả những người thân như là ông bà cô chú đều dùng được và cầm trên tay cực kỳ sang trọng và nổi bật. Nói chung thì theo mình thấy là Samsung Galaxy A15 và Samsung Galaxy A25 5G nó cũng đều có những điểm tương đồng so với những dòng sản phẩm của dòng A tiền nhiệm. Thế nhưng mà Samsung cũng đã cải thiện hơn như những cái phần mà mình đã nói ở phía trên. Ví dụ như là phần tiếp giáp giữa khung viền với mặt lưng này, thao tác cầm nắm thì thoải mái và tốt hơn, và đặc biệt là cái Key Island thì vô cùng tiện lợi. Thế nên là bạn nào là fan của Samsung Galaxy A series thì cũng có thể cân nhắc hai em này nha. À, hình như là mình chưa nhắc đến điểm khác biệt giữa Galaxy A15 và A25 5G. Với Galaxy A25 5G thì mặt lưng sẽ có các kẻ sọc caro trải đều mặt lưng như thế này. Còn với Galaxy A15 thì mặt lưng sẽ trơn và nhẵn hơn. Về phần màn hình thì cả hai máy đang sử dụng chung tấm nền màn hình AMOLED cực kỳ xịn sò và sắc nét với kích thước là 6,5 inch, độ phân giải Full HD. Thiết kế màn hình thì vẫn sẽ là giọt nước như các dòng sản phẩm Galaxy A mà các bạn đang thấy trước đó. Riêng có một điểm mà mình muốn lưu ý với anh em về thông số kỹ thuật được trang bị trên Galaxy A15 và Galaxy A25 5G, đó chính là riêng Galaxy A15 màn hình được trang bị tần số quét là 90Hz, còn Galaxy A25 5G sẽ được trang bị tần số quét là 120Hz. Về độ sáng thì Galaxy A25 5G cũng sẽ được Samsung trang bị lên tới là 1000 nit, so với Galaxy A15 thì chỉ 800 nit mà thôi. Hiện tại với những trải nghiệm như là xem YouTube, lướt web, đọc báo, giải trí, xem TikTok một cách cơ bản nhất có thể thì mình khá là hài lòng với cả hai em máy này. Màn AMOLED trên Samsung vẫn là một cái gì đấy nó rất là sắc nét, màu sắc tươi tắn và dịu mắt, độ sáng tự động thay đổi theo môi trường mà các bạn đang sử dụng, điều chỉnh rất hợp lý và không quá, và sử dụng trải nghiệm cho ra khiến mình rất là hài lòng với mức giá mà em nó đem lại. Theo như mình trải nghiệm thì hai sản phẩm này rất là phù hợp với người lớn tuổi, phụ huynh, bởi vì cái màn hình của nó rất là to và để đọc báo, xem tin tức này hay là giải trí rất là ok. Và cái thứ hai là tần số quét là 90Hz và 120Hz thì khi mà mình vuốt chạm và sử dụng những cái app ấy thì nó rất là nhanh chóng, chứ nó sẽ không bị đơ lag như những cái dòng sản phẩm chỉ có 60Hz tần số quét đâu. Độ sáng cũng được tinh chỉnh tốt nên là khi các bạn mua về cho phụ huynh hay là con em chúng ta sử dụng sẽ không có tình trạng bị mỏi mắt, đau mắt nhức nữa, nên là mình thực sự recommend cho anh em nên mua bộ đôi này về hoặc là ra siêu thị FPT Shop gần nhất để trải nghiệm kỹ hơn, kết hợp với lại video trên tay của mình để cân nhắc mua máy. Mình không nghĩ là dịp cuối năm nhưng mà Samsung vẫn chi mạnh tay về hai mẫu sản phẩm này. Với phần cứng và trải nghiệm tốt như thế này thì làm gì có em máy nào có thể cạnh tranh về điểm này, đúng không nào?
Bên cạnh khả năng hiển thị thì khả năng quay chụp trên hai em này cũng khá là ấn tượng. Trên cả hai em Galaxy A15 và Galaxy A25 5G thì Samsung cũng đã trang bị bộ 3 camera với độ phân giải camera chính lên tới 50 megapixel. Việc mà camera có độ phân giải cao sẽ giúp chúng ta có những bức ảnh có độ nét cao khi mà chụp toàn cảnh hoặc là ảnh zoom ở xa này. Mình có vọc vạch thì mình cũng thấy Samsung cho nhiều chế độ cơ bản ở đây để các bạn có thể thao tác nhiều tính năng hơn trên cả Galaxy A15 và A25 5G này. Riêng với em A25 5G còn được Samsung trang bị thêm camera chống rung quang học OIS nên là khả năng quay phim sẽ ổn định hơn khá so với Galaxy A15 đấy. Ok, và mình cũng sẽ show ra cho anh em một số các bức ảnh cận cảnh này, toàn cảnh này, chụp cận từ xa để cho anh em nhìn và phân tích nha. Theo mình thấy thì camera trên bộ đôi của hai sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn lưu trữ được những kỷ niệm này, chụp ảnh với người thân này hay là lưu trữ thông tin. Và camera selfie thì chụp ảnh cũng khá là nét, như là các bạn gọi điện cho người thân qua Messenger này, Zalo cũng khá là nét. Mic thì truyền đạt rõ nội dung và âm thanh cho ra cũng khá là đảm bảo, thế nên là mình chấm điểm cũng khá cao cho bộ đôi camera này nha. Về pin thì cả hai dòng máy này đều đang sở hữu viên pin lên tới 5000 mAh, công nghệ sạc nhanh là 25W. Với một mức dung lượng như thế này thì cũng đã đủ cho các bạn sử dụng một ngày dài mà không cần phải lo hết pin cũng như là gián đoạn công việc của mọi người giữa chừng. Và một điểm mà mình cần các bạn lưu ý đó là khi mà mua hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ không được thêm cục sạc đâu, thế nên là nếu mà muốn mua sạc thì các bạn sẽ phải mua cục sạc riêng bên ngoài nha. Và cuối cùng là hiệu năng thì Galaxy A25 5G sẽ sử dụng con chip Exynos 1280, còn Galaxy A15 sẽ sử dụng Helio G99. Về đánh giá tổng thể của mình thì mình nhận xét rằng hai con chip này ổn trong tầm giá, vẫn đủ để các bạn đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản hàng ngày. Cả hai em máy này đều được Samsung trang bị hệ điều hành mới nhất One UI 6.0 và sẽ cam kết 5 năm hỗ trợ cập nhật bảo mật và lỗi. Với phiên bản One UI 6.0 của Samsung lần này, mình trải nghiệm dùng mượt mà và trơn tru hơn phiên bản One UI 5.1 trước đấy. Mình đã thao tác qua lại giữa các app nhưng mà trải nghiệm mình nhận lại được không hề đơ hay là phải khởi chạy bất kỳ một app nào trong suốt quá trình mình sử dụng luôn. Mình thì đánh giá khá là cao về phiên bản One UI 6.0 này. Khi mà các bạn mua hai em này về thì cũng sẽ được cài đặt sẵn phiên bản mới nhất, thế nên là các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này nha. Theo mình thấy thì hai mẫu sản phẩm này là hai mẫu sản phẩm mà tốt nhất ở trong phân khúc giá rẻ. Thiết kế đẹp này, màn hình đẹp, ngoại hình đẹp, trải nghiệm tốt này, thao tác dễ dàng. Và tất cả những ưu điểm như vậy thì bạn nghĩ sao về hai em máy này? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.